Trước khi vào bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 10 phút để ôn tập lại từ vựng của bài cũ và có sẽ lấy điểm luôn được chưa? Phần trò chơi quiz các bạn nhấn vào đường link mà cô gửi ở phần hộp trò chuyện nhá. Các bạn sẽ có 10 phút để chơi phần này. Cô ấy ôn tập chắc cái bài ở tuần trước hay là ôn tập cả bài khác nữa? Cái phần này sẽ ôn ở hai bài trước đó là lesson 9. Lesson 9 và lesson 10. Ở bài 9 và bài 10 chúng ta học về my kitchen và my bathroom. My kitchen and my bathroom. Các bạn nhấn vào đường link sau đó đăng nhập cùng tên của mình để ôn tập lại. Cái phần này chỉ có 14 câu thôi, cho nên là các bạn vào nhánh nhá để khoảng tầm 19 giờ 30 là cô sẽ tắt cái phần trò chơi đó, là các bạn học bài mới luôn chưa? Rồi, có bạn nào chưa tham gia được nữa không? Hiện tại là mới được chị bạn tham gia. Bạn Hà Vĩ ấy, em mới vào ấy, em nhận vào cái đường hộp trò chuyện ở ở ở trong tin nhắn của cô gửi ấy, của hộp trò chuyện hoặc là hộp chat ấy, em nhận vào cái đường link đó. Được chưa? Lấy máy điện thoại nhận vào cái đường link đó. Nhắn vào cái đường link ở trong cái hình hộp trò chuyện ấy. Sau đó đăng nhập đúng tên của mình là được. Now, are you ready? Let's start.
đúng không? Chưa mi này, chưa mi bà con lại hái phụ chưa mi này. The first person is Bảo Hưng. The second person is Harvey Chow. Người đầu tiên chính là bạn Bảo Hưng. Bạn thứ hai sẽ bởi vị trí thứ hai là bạn Harvey mới hai chứ. Rồi, những bạn có tỷ lệ đúng 100% thì cô sẽ lấy điểm chứ. Cô có tên bạn Bảo Hưng, bạn Harvey 12, bạn Hà Ngân, bạn Nguyễn Hà Bảo Ngọc, bạn Nguyễn Hoàng Hà Vy và bạn Dương Quỳnh Anh. Rồi, ở đây có bạn Hà Mỹ và bạn Việt Anh được 92%, cho nên là cô sẽ lấy điểm 9. Ok. Rồi, Bảo Hưng, Hà Vy, Hà Ngân, Bảo Ngọc và Nguyễn Hoàng Hà Vy, Quỳnh Anh. Rồi, bạn đầu tiên, bạn Bảo Hưng, không, Bảo Hưng. Bạn Hà Mỹ chị này, bạn Hà Ngân đưa này, Hà Ngân là rồi bạn còn đi gì không có mệt, Hà Ngân là Bảo Ngọc 10, sorry, Bảo Ngọc 10, rồi bạn Quỳnh Anh. Đấy là cái phần điểm liền kiểm tra bài cũ các bạn. So today we learn about action. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần action. Có nghĩa là các hoạt động, các hành động. Welcome to our lecture today. Cảm ơn các bạn đã với lớp học ngày hôm nay. So Tuesday, January. It's 4th of January. Hôm nay là ngày 4, sorry, năm 2022 chứ. Ngày 4 tháng 1 năm 2022. Lesson 11, action. Action, action có nghĩa là cả. Action có nghĩa là hành động. Action, 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 action là hành động. Action. Action là hành động.
Action. Action có nghĩa là hành động. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái hành động, ví dụ như đi, đi bộ, chạy hoặc là nhảy, hoặc là các cái hoạt động khác khi ở như Việt Nam. Chứ action có nghĩa là hành động. Action, 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 hành động. Lesson 11, action, hành động. What did you finish? Lesson 11, action. No. Now the action one is, can you get it? Can you get it? Bạn nó có thể đoán cái hành động là gì nó? Nó không kìa. Sao vì mấy lái nó? Dạ chào thưa cô, là hành động này là hành động chạy bộ. Chạy, it means that chạy, yeah. Run, 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 nghĩa là chạy. The first, the second, how many place? Can you get it? Em có thể đoán đây là cái gì không? Dạ thưa cô là đấy. Đi bộ đúng không? Thì chúng ta sẽ có từ walk, 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 walk. What? Các bạn khóa này ghi bài nhá. Thôi nào đến cái phần từ mở thì cô chỗ các bạn đi đấy chứ. Bây giờ các bạn tập trung vào từ mở. Nó bảo hơn quýt. What action? Em thưa cô đấy là leo. Leo. It. Climb. 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 Có nghĩa là leo, leo núi ấy. Là climb mountain. Climb mountain. Climb. 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 Có nghĩa là leo. The next, Đinh Phong, quý. Dạ thưa cô, động tác này là động tác nhảy. Nhảy lo co đúng không? Có một chân cao, một chân cao, thì chúng ta sẽ nói là nhảy lo co, thì chúng ta sẽ có từ hop, 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 nhảy lo co. The next, nào tiếp theo nào. Nó không can, bạn thả nó. Minh Quân. Em thích có la đông tạp, nhảy. Nhảy, dòng, 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 có nghĩa là nhảy, dòng. Nào, who can get it? Bạn nào có thể đoán cái hành động này không? Very easy. Rất dễ, suy lắm. Cái hành động này là... Em có là hành động nhảy dây. Nhảy dây thì chúng ta sẽ có từ skip, 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 skip. Jump, 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 jump. Hop, hop, hop. Climb, 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 climb. Walk, walk, walk. Run, run. Yeah, run. Walk, climb, hop. Dòng,
Skip. Đi chả? Now, can you repeat? Đọc lại cho cô nha. Nino. Ở trong mắt em. Nino. Đọc đi bây. Repeat. Repeat. Yum. Paw. Climb. What? And? The last word. Run. Now run. Run. Very good. Thank you, Trisha. The next question. Bạn tiếp theo. Quỳnh Anh. Rum. Walk. Climb. Fall. Jump. Bật cái âm cuối. Bật. Jump. Bật ở đóng dâm. Cái hết thoáng miệng của mình được dâm. Yum. Skip. Ashley. Thank you, Spring Anh. Anna. In the goal, skip. Run. How? Climb. Lie. What? Run. Very well. Bảo Ngọc, please. Hello, teacher. Yes. Why? What? Cry. Zam. Yeah. Chicky. Very good. In my person, Harvey. What? Yeah. Run. Very nice. Not a person, but the piano is a nice person. Hà Phương. The teacher, run. Quest. Clay. Hall. Sun.
skip. Last time. Đinh Phong. Tôi còn skip. Yo. Ho. Clay. Walk. Run. Excellent. Okay. Run. Walk. Walk. Climb. Climb. Hop. Hop. Jump. Jump. And skip. 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 Now I have play Mario. Play tennis. Play tennis. What accent is it? What accent is it, Bảo Hưng? Em thưa cô. What skip. Oh, skip. What is it? The next. What accent is it? Anna? Em thưa cô là how. How. Cô quên bật mic cô à. Oh, excellent. Now the next. Nguyễn Hoàng Hà Vi. What accent is this? What? Rhyme. Okay. A word. What? The next. Hami. Run, slide, walk. Slide, climb. Động hơi xa. Thì Nam Anh ổn có cái tiện bộ tái sáu công ấy thì chúng ta đã trả lời đúng cho các bạn. The next question. Phan Hà Phương, what accent is this? Oh, dear teacher, dumb. Dumb. What accent is this? And you gotta run. Run. Anna, what accent is this? And to go last skip. 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 The next. Đinh Phong, what accent is it? To go là hog. 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 Look and circle. Look at the picture and circle the back answer. Các bạn nhìn vào cả bức tranh và chọn đáp án đúng nhất. Look the picture, look at the picture and choose the best answer cho đáp án đúng nhất. The first question, Duy Sáng, what I say, hop or skip? Hop. Hop. Very nice. Question two. Question two. Việt Anh, what accent is this? Dumb. Dumb.
Bump. Very nice. The question three. Bảo Hưng, what accent is this? And go. Run. What? Run or what? Ít tế nè. What? Nào, who had another idea? Bạn nào có đáp án khác không? Phạm Anh Quân, what accent is this? Phạm Anh Quân? Run or what? Run or walk? Rồi, một bạn khác nha. Bạn Hà Vĩ mới hỏi nó, what accent is it? What or run? Yes. Run. Run? The next person. Bạn tiếp theo nào. Hà Vĩ, what accent is it? What or run? Run? Chỉ có bạn Bảo Hưng đúng nhất, các bạn ở đấy là hành động đi bộ thì chúng ta sẽ có từ walk, con sẽ run cùng là chạy, cái walk. The last question, câu hỏi cuối cùng. Anna, collide or windy? Em thưa cô là collide. Collide. Khi lắm please. Question 4, collide, collide or windy? Em thưa cô là windy. Windy, windy có nghĩa là gì nào? À Phương, windy có nghĩa là gì? Em Yeah, yeah. Collide có nghĩa là leo, còn chữ windy có nghĩa là gió. Và windy là gió, còn collide là leo. Collide. The next activity. The first one. Don't think I skip number one, two, or number three. Now, number one, skip. Bức tranh thứ 1, bức tranh thứ 2, bức tranh thứ 3, bức tranh nào? Quỳnh Anh? Em được coi là bức tranh thứ nhất. À, skip. Good job. Bảo Ngọc, collide. One, two, or three? Bức tranh thứ cuối cùng. Excellent. Dĩ chẳng. Question 3. 1, 2 or 3? Nó bằng dĩ chẳng nó mở mạch lên á. Câu số 3 chúng ta sẽ chọn 1, 2, nghe ba ba. Tâm. You. Very nice. The last bit, anh. Oh. Hop. Oh. One, two, or three. Two. Hop. Có nghĩa là nhảy lông co. Okay, this is the vocabulary. Đây là phần từ mới. Action, action có nghĩa là hoạt động. Action, action, run, walk, collide, fall, jump, skip, jump, fall, collide, walk, run, action, 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 run, walk, collide, fall, jump, skip. Ski, jump, fall, collide, walk, run, action, action. You have 10 minutes to write the notebook. Các bạn có 10 phút để tí phân tư mới vào vở. The first one is action. It means that hoạt động. Hoạt động hoặc là hành động. Hoạt động hoặc là hành động.
The second word run. Run, it means that chạy. The third word is walk. Walk, walk là hành động đi bộ. Walk. Collide có nghĩa là nếu núi. Walk là nhảy lò co. Thế bạn nhảy lò co. Hoạt động đọc ra sao cô? À, từ hoạt động chúng ta sẽ đọc là action, run, walk, climb, hop, jump, skip. Các bạn lưu ý nhé, đọc nhớ cái phần ấm đuôi của nó đó chứ. Action, run, to walk này các bạn sẽ đọc bật ấm đuôi lên là walk, bật ở đóng miệng ấy. Climb, hop, jump, skip, jump, hop, climb, walk, run, action, run, walk, climb, hop, jump, and skip, jump, hop, climb, walk, run, and action. Nguyễn Cáo Hoa Vy đó. Em đi bay xong chưa? Con ghi xong rồi. À, con ghi xong rồi đọc cho con. Tôi có cháu ghi xong rồi. Ai ghi xong rồi? Run, walk, slice, hop, jump, ski. Well done, rồi rất là tốt. Chú ý cái từ to walk. Rồi, Đinh Phóng nào. Tôi có là action, run, walk, climb, hop, jump, skip. Very good. Đó, bạn đọc quay nó rất là tốt thôi, bảo hứng đó. Em thưa cô, action, run, walk, climb, hop, jump, skip. Very nice, Bảo Ngọc. Em thì có action. Right. What? Climb, hop, jump. Skip. Well done. The next question. Nguyễn Hằng anh. Okay. Nguyễn Cầu. Run. Action. Từ đầu tiên. Action. Slim. Hop. Run. Cô chỉ đến đâu đọc đấy? Cô chỉ đến đâu đọc đấy? Cô không chỉ. Run. Why? Click. Collide. No, collide. Hop. Run. Skip. Ok, try again. Cô tự đắc. Cao Phương. Cô cứ từ đi bộ đọc là sao cô? Từ đi bộ chúng ta sẽ đọc là walk. Phan Hạc Phương. Decision. Action. Okay.
Active. Run. Watch. Play. Hop. Jump. Skip. Good job. Anna. Into goals. Action. Run. Walk. Fly. Fly. Hide. Hop. Jump. Skip. Skip. Very good. Lấy biệt anh. Action. Run. Walk. Fly. Fly. Hop. Jump. Skip. Good job. The next question. Mom, anh cuốn. Chưa thì có là action. Action. Run. 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 Walk. Slide. Slide. Hot. Dumb. Dumb. Skip. Skip. Quá chứ. Như vậy là tương đối ổn thôi. Nó có mấy question. Ham ý. Ham ý cá ham ý nữa. Cả thứ cố là action. Run. Jump. Walk. Now walk. Work. Play. Hop. Jump. Skip. Skip. Excellent. Khắc Nguyên. Dear teacher, action. Run. Walk. Climb. 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 Cái đuôi nó sẽ đuôi mơ chứ. Climb. 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 Hop. Jump. Skip. Skip. Very good. Wow. Hàm, hàm ví mấy hai? Yes. Rồi, action. Action. Run. Walk. Climb. Hop. Jump. Skid. Skid. Very good. Dí sáng. Nó dí sáng. Accent. Action. Run. What? What? Slide. Play. Hop. Yum. Shoot. Skip. Pay attention to number 3 and number 4. Walk, glide, glide, walk, glide, glide, walk, glide, walk, glide. Số 3 và số 4 nhé. Walk, glide, walk,
Clay. Quy lắm nó đâu chứ có nghe đâu. Em thua câu Aston run walk Clay. Nào Clay. Clay. Horse. Swim. Skip. Excellent. Bảo Hưng quick. Cố em đọc rồi. Rồi, đọc lại. Dạ. Yeah. Action. Action. Đọc cái rõ. Action. Action. Run. Walk. Climb. Hop. Jump. Skip. Skip. Okay, có nhắc lại thêm mỗi một lần nữa chúng ta sẽ chuyển sang phần cấu trúc chứ. Action. Action. Run, walk, climb, hop, jump, skip, skip, jump, hop, climb, walk, run, action, action, run, walk, climb, hop, jump, and skip, skip. Bài tập đầu tiên, everyone. Odd one out. Odd one out có nghĩa là tròn tư pháp của những từ còn lại. Odd one out. Question 1, 2, question 5. Có câu số 1 đến câu số 5. Phần này các bạn sẽ phải ghi của mình. Okay. Bài tập cánh này mang vào vở không có? Có, bài này chúng ta sẽ phải làm vào vở của mình. Write the notebook. Activity 1. Odd one out. Chúng ta sẽ odd one out. Tròn tư pháp của những từ còn lại. Run, sunny, clay, hen, jump, hop, walk, dog, hop, jump, run, and mouth, clay, robot, and run. Cái phần này các bạn sẽ phải đi vào vở. Odd one out những hoạt động đầu tiên trong phần từ bộ. Ủa, cái phần này là khoảng tròn vô tư khác nghĩa với những từ còn lại ở cô. Rồi, odd one out cũng là tròn tư khác của những từ còn lại. Nó có thể là khác nghĩa hoặc là khác nhóm tư. Cô làm ví dụ câu đầu tiên, từ run và từ collide thuộc về các hoạt động, tức là action. Còn từ sunny có nghĩa là trời nắng thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào sunny. Đấy là question 1. Similarly, you have question 2, question 3, question 4 and question 5. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm phần câu hỏi số 2, số 3, số 4 và số 5. Odd one out. Run, sunny, clay, hen, jump, hop, walk, dog, hop, jump, run, mouth, clay, robot, and run. Bài này rất là dễ không? Bài này các bạn đã được học từ mới con lại rồi. Thì để dễ dàng tròn ra được một cái nhóm từ cả.
Cô ơi, em ghi xong rồi. Thôi ghi xong rồi thì khoảng cho đặt ăn đủ muốn nha. Em cũng khoảng rồi cô ạ. Rồi khoảng rồi thì gửi đáp án vào trong phần hoặc câu chuyện cho cô đợi các bạn phát phí cái sóng đã. Bạn nào sóng đó có thể gửi đáp án riêng vào phần hoặc câu chuyện cho cô chứ. Để các bạn con lại về cho sóng đã rồi chúng ta mới chuyển sang phần cả. Bài này rất là dễ, các bạn sẽ phân biệt từ nào là các từ chỉ hành động, các từ nào thuộc nhóm khác. Những từ chỉ hành động chúng ta có thể chọn ra. Con xong rồi. Rồi xong rồi thì cho các bạn minh mặc lại nhá. Của những bạn viết rất là nhanh. Cô ơi, chào mình xong rồi. Rồi, bạn nào ghi sóng rồi thì đợi bạn Minh một tí nhá. Để các bạn ghi sóng đã. Cô sẽ chờ ba không? Cô em ghi sóng rồi. Rồi, các bạn đã ghi sóng cả chưa? Rồi. Ôi trời, đi xong. Đi xong cả đấy cậu ơi. Đâu ở đời bàn mình một tí đã. Now question 2. Bạn nào có thể trả lời câu hỏi của hai cho cô nào question 2. Từ nào cả của những cái con lại. Happy, mấy hai. Yes, giờ cho thầy cô là hoàn. Can. Thì hôm nay cũng nghĩa là gì Happy có biết không? Oh. Thì anh ấy cũng nghĩ là gì hay khi mà câu hỏi là các bạn đã nói lâu cho hèn tại đâu lâu cho hèn là hạ cánh tay xuống và raise cho hèn cũng nghĩa là gì giơ cánh tay của mình lên vậy cái từ hèn này cũng nghĩa là gì là té đúng không rồi question two hèn cũng nghĩa là tay dám mà nhảy con số khóc mà nhảy loco. Question 3, hang on. Em được gọi Đó. Vietnamese, translate into Vietnamese. Dạy sáng tiếng Việt cho cô nào. Chó. Nó con chó. Rồi, what có nghĩa là gì? Đi màu. Hộ. Nhảy lo co đó. Đi xong. Question 4. Thôi cô. Lắp mouth, răng, mouth, and mouth. Thì em sẽ chọn từ mouth. Mouth.
can you get it? Em có thể đoán nó là gì, tiếng Việt là gì không? What does it mean? What does it mean? Nó có nghĩa là gì? The mouth. Đó là con chuột. Mouth, 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 mouth. Rồi, có từ mouse, mouse, mouse thì cũng phải gọi là con chuột. Con đấy đọc là mouse, mouse. Thế này là chúng ta phải đẩy cách bật âm đuôi. The next, Khắc Nguyễn. Mouse có nghĩa là gì? Let's make into Việt Nam. Em đã có miệng. Mouse có nghĩa là cái miệng. Mouse, mouse, cái miệng chứ. Nguyễn Cá Hoa Ví nó, question 5. Yes. Sorry, Nguyễn Cáo Hà Vĩ. Rồi, có mấy bạn Hà Vĩ hết, có bị nhâm. Thế nên là có phải cần phần đọc cách đọc chứ. Nguyễn Cáo Hà Vĩ nó trả lời cho cô câu cuối cùng đó. Alo, bạn Nguyễn Cáo Hà Vĩ, cô nghe cô nói không? Rồi Thuy Lan trả lời cho cô số 5 đó. Em thưa cô là robot. Robot, robot. Có nghĩa là người máy đúng không? Người máy. Con cả tư con lại thì về cả hoạt động hoặc là hành động. Robot. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phân cấu trúc. Structure, cấu trúc. Bạn có thể làm gì thì chúng ta sẽ hỏi là what can you do? What can you do? Bạn có thể làm gì? What can you do? Từ nay chúng ta sẽ là can, not can, can. What can you do? Bạn có thể làm gì? Trả lời I can run, tôi có thể chạy. I can run, I can ski, I can jump. Hỏi bạn có thể làm gì? What can you do? I can cộng với hoạt động mà mình có thể làm được. What can you do? I can run, I can ski, I can jump, hoặc I can glide. What can you do? What can you do? What can you do? Hỏi bạn có thể làm gì? Chúng ta sử dụng cấu trúc what can you do? Bạn có thể làm gì? What can you do? I can. Tôi có thể cộng với một hoạt động chúng ta có thể làm. Hoặc hơn thế nữa thì các bạn có thể sử dụng bằng từ kết nối là and. Tôi có thể làm cái này và cái kia. And. What can you do? What can you do? Thôi cô em ghi xong rồi. Quickly. Bảo Hưng, can you tell me what can you do? Em thưa cô, I can run. And jump. And jump. You can run and jump. Very good. Hà Vĩ mấy hai. What can you do? Dạ chào ta con. I can you do. I can. I. Với một cái hoạt động mà em có thể làm được thì em có thể nhảy. I can skip. I can skip. I can skip. Tôi có thể nhảy dây. Đó là cân một hành động. Hoặc nếu hai hành động thì các bạn sẽ sử dụng từ and, từ kết nối. What can you do? Lý Sản, what can you do? Anna, please. Now, tell me what can you do?
Em thưa cô là I can skip. Skip and jump. Okay. Now the next question. Hami, what can you do? Dạ thưa cô là I can skip. You can skip. Có thể nhảy dây không? You can skip. Phát Nguyên, tell me what can you do? How can you tell me what can you do, Phát Nguyên? Dear teacher, I can cook. You can cook? Okay, good job. Đấy, bạn ở lớp 3 có thể nấu ăn. You can cook. You can cook. Nấu ăn. Yeah. What can you do? I can. Câu mở những cái hoạt động mà chúng ta có thể làm được. Ví dụ, I can run. I can ski. I can jump. I can run and ski. I can ski and jump. Đấy, can. Câu với một cái hoạt động nữa thì chúng ta sẽ có từ and. Now, Lisa, can you tell me what can you do? What can you do? I can. Rồi, Lisa, em có thể làm gì đâu? What can you do? I can xong với. I can. Tôi có thể chạy chẳng hạn, chúng ta sẽ bảo là I can run. I can hop. Rồi, I can run, I can walk. Hỏi bạn có thể làm gì, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc what can do. Trả lời I can, câu hỏi hoạt động mà chúng ta có thể làm được. What can you do? I can. Rồi, nếu hỏi bạn không thể làm gì thì cô sẽ sử dụng cấu trúc là bạn hỏi bạn không thể làm gì thì từ này từ can khi đó sẽ cộng với từ not và chúng ta sẽ đọc là can. Từ này đọc là can được chưa? Hoặc là cannot hoặc là can. What can you do? Bạn không thể làm gì. I can't run, tôi không thể chạy. Hoặc là I can't fly. Giờ từ này chúng ta sẽ đọc là cannot. Và viết tắt của nó thì chúng ta sẽ đọc là can't. What can you do? I can't run. Bạn không thể làm gì, tôi không thể chạy. Cannot and can't. Fine. What can you do? What cannot you do? Đào cô ơi. What can you do? Cannot. Can't. What can you do? What can you do? Cannot. Can't. Lúc nãy khi làm nguyên thể thì nó sẽ đọc là can. Khi nó được thêm chữ not vào thì chúng ta sẽ đọc là can. Phân biệt chữ từ can và từ can. Từ can thì khi đó chúng ta đã thêm từ not vào. What can you do? Bạn không thể làm gì. What can you do? Bạn có thể làm gì? I can't run. Tôi không thể chạy. Có cái bức tranh này thì ông già này thì làm sao mà thể chạy được nữa không? I can't run. Tôi không thể chạy. Hoặc là đây, hình ảnh này leo núi. I can't climb. Tôi không thể leo núi. Hỏi bạn không thể làm gì? What can you do? I can't. Cộng với một cái hoạt động
hoặc là một cái khả năng nào đó mình không thể làm được. What can you do? I can't run. Cannot run. Hỏi bạn có thể làm gì là what can you do? Còn hỏi bạn không thể làm gì thì chúng ta sẽ có từ can. What can you do? Đấy. What can you do? What can you do? Nào, hỏi bạn có thể làm gì chúng ta sẽ đọc là what can you do. Rồi khi nào mà hỏi không thể làm gì là what can you do. Lưu ý khi cô đọc nha, từ can và từ can nó sự khác nhau. Can có nghĩa là có thể, còn từ can là không thể. Dạ. Nguyễn Cáo ha, Vĩ nào trả lời cho cô nào. What can you do? What can you do? Em có thể làm gì? What can you do? I can jump. You can jump. Now, what can you do? What can you do? I can climb. I can climb. Đấy, các bạn nghe rõ chưa? Khi bạn hỏi, khi cô hỏi bạn là bạn có thể làm gì, thì bạn lại nói là bạn tôi có thể nhảy. Còn khi cô hỏi bạn không thể làm gì, bạn lại trả lời là tôi không thể leo. Đinh Phong, what can you do? I can climb. You can climb. What can you do? What can you do? Bạn không thể làm gì? I can skip. I can skip. You can skip. Rồi có thể nhảy lên chứ. Bảo Ngọc Lê, what can you do? I can skip. You can skip. What can you do? Bạn không thể làm gì? You can. Để phân biệt cái nào khẳng định, cái nào là khẳng định. Rồi, cáo hàng mấy nữa. What can you do? What can you do? I can jump. You can jump. What can you do? What can you do? I can. Nhảy lo coi chạy hàn. Climb. I can climb. Cái đó đọc là climb. Đó, chúng ta sẽ dừng lại ở cấu trúc thứ hai. What can you do? What can you do? I can. Còn với một cái hoạt động mà mình không thể phải làm. Rồi, exercise 1. Phần bài tập đầu tiên của phần cấu trúc chúng ta sẽ có là what can you do? Can or can't.
các bạn sẽ nhìn vào các hành động này và điền can or can cannot, điền từ có thể hoặc là từ không thể vào đây. Được. Ở đây hành động này có thể nhảy không đấy, có thể bật hiệu của nó lên. Và nhìn vào các cái hướng mặt này và các bạn có thể làm được. Cái hành động thứ nhất mà anh người ấy đang nhảy vào cô thì chắc chắn lo họ sẽ nhảy được, thì chúng ta sẽ điền từ can hay là từ can't. Can or can't. Can or can't. Can là có thể và từ can't là không thể. Ha vì mấy hái nó ghen cho cô câu thứ nhất nó. Chúng ta sẽ đi cái là câu thứ nhất. The what can I can hop. Có thể chứ. I can hop, tôi có thể nhảy loco. Rồi từ thứ hai. Bạn ăn má nó. Em thử cố là I can fly. Fly, just fly. I cannot. Nếu mà không đọc được chữ cá này, các bạn sẽ đọc được cố là cannot. Còn với chữ not nữa, đúng chứ? I cannot. Nhưng mà gương mặt này chắc chắn là không thể leo lên được, đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là không thể. I can't fly. I can't fly. Rồi gương mặt tiếp theo ở bức tranh thứ ba. Lý Trạng đâu? Can or can't? Can or can't? Đọc đi. Can có thể là không thể. Không cần. Đọc đi. I can. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi không thể nhảy dây. Ski. I can ski. Can. Rồi. Cái can là đúng rồi nhá. I can ski. Khuyến cáo Harvey. Em thưa cô là I can wash. I can wash the can. Very good. Can. The next picture. Bức tranh tiếp theo. Bạn Bảo Hưng. Em thưa cô. I can not run. I can't run. I can run. Very nice. The last picture. Khắc Nguyên. Can or can't? Khắc Nguyên nó mở mic cho cô nó. Dear teacher, I can jump. I can jump. I can jump. Tôi có thể nhảy. Tôi có thể nhảy lo co. Tôi không thể leo núi. Tôi không thể nhảy dây. Tôi có thể đi bộ. Tôi không thể chạy. Và tôi có thể nhảy. Đấy là cái hoạt động đầu tiên. Hoạt động thứ hai chúng ta sẽ có là reorder the sentences. Reorder the sentences có nghĩa là sắp xếp lại các câu. Ở đây cô cho các từ này đã bị đổi vị trí cho nhau, cho nên là bây giờ các bạn sẽ phải sắp xếp nó lại theo đúng trật tự của câu. Ở đây cô sẽ làm ví dụ cho các bạn câu thứ nhất. Và tương tự như vậy thì câu số 2, số 3, số 4 và số 5 các bạn sẽ làm. Câu thứ nhất, từ này chúng ta sẽ có là what can you do?
bắt cá không quên nhá. Thì vào việc ý đấy đã có. What can you do? What can you do? What can you do là câu số 1. Bây giờ tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm cho cô câu số 2, số 3, số 4 và số 5 vào vở. Câu số 2, số 3, số 4 và 5. Câu số 1 cô đã làm rồi thì các bạn sẽ không cần phải làm lại nữa mà ký cho cô từ câu số 2 đến câu số 5 là được. Ta sẽ vài cho từ đúng phủ từ trong câu này. Ô, em lỡ ghi câu số 1 rồi. À, ghi số 1 căng, ghi căng được nhiều thì căng số. Đúng rồi, bạn Đinh Phong ghi nhanh cho nên là ghi được cũng được con khác. Thưa cô, em ghi xong rồi. Em ghi xong rồi. Em ghi xong rồi. Để về đây anh. Để về anh. Lấy về đây. Nguyên. Now, do you finish? Các bạn đã xong chưa? Do you finish? Rồi. Question 2. Các bạn nào đang hỏi có ý kiến gì? Rồi, question 2. Now, okay. Lấy Việt Anh nào, trả lời cho cô câu số 2 nào. Cho cô câu what cannot do you? What cannot
you do? Được chưa? What cannot you do? Bạn không thể làm gì? What can you do? What cannot you do? Question 3. Nguyễn Thăng Ấn. Rồi, Hà Mỹ nữa. Question 3. Chào thưa cô là I can I can not nữa có từ not bao nhiêu can I can not run I can not run I can not run hoặc là viết tắt thì chúng ta sẽ đọc là can đấy I can not run question 4 Quỳnh Anh. Em thưa cô, I can jump. Yeah, I can skip and I can jump and I can jump. Tôi có thể nhảy và cây. Rồi. Bảo Hứng nữa. Câu cuối cùng. Bảo Hứng trả lời cho câu cuối cùng nữa. Phi Lâm. Em thưa cô là what can do he? What can do he? Rồi, bạn tiếp theo. Bảo Hứng, trả lời lại cho cô câu số 5 đó. Câu số 5 là gì? Rồi, tôi chịu lỗi cho các bạn nhé. Câu số 5 chính là what can he do? Anh ấy có thể làm gì? What can he do? Thì bạn sẽ thấy bằng chủ ngữ này này. Từ dưới này sẽ thấy bằng từ he. What can he do? Đấy, anh ấy có thể làm gì? Rồi, các bạn nhìn phần câu chữ và chữ bài tập cover lại. What can you do? What cannot you do? I cannot run. I can jump as ski. What can he do? Rồi, nhìn ra chữ bài vào vở. Có em ghi xong rồi. Rồi, ok. Good job. Now, what can you do? Cô em ghi xong rồi. Rồi, bạn nào ghi xong rồi thì... Cô em ghi xong rồi. Rồi, ai mà làm trái bài thì nhìn vào đấy và chữ bài lại và ghi vào vở lại nhá. Bạn nào làm trái thì nhìn vào cái phần cuối chữ và chữ bài bài. Rồi được chưa? Chúng ta sẽ đến vào cái hoạt động cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Now, what can you do? Harvey, what can you do? Để chào thưa cô. I can
I can jump. I can run. Run có nghĩa là run. Đấy, jump là nhảy chứ. What can he do? What can he do? Bảo Hưng, what can he do? What can he do? Anh ấy không thể làm gì? Nhìn vào bức tranh này. Quỳnh Anh, what can he do? Em thưa cô. What can I do? Trả lời đúng luôn. Chủ ngữ là anh ấy thôi. He can. He. Bác Nguyên. What can he do? Dear teacher. He can skip. He can skip. Được chưa? Đấy. He can skip. What can they do? Tham ý. What can they do? Dạ thưa có là they can fly. They can fly. Đấy các bạn đổi chủ ngữ như vậy là đúng rồi. They can fly. What can you do? The next picture. What can you do? Hang on. What can you do? I can run. I can run. Không thể chạy nữa rồi. What can you do, Anna? Bạn không thể làm. Em thưa cô là I can fly. Từ fly. Bạn cố gắng đọc nhé. Fly, fly, fly. Fly. What can you do? Thì lắm. What can you do? Em thưa cô là I can jump. What can you do? I can walk. What can you do? Tính không? What can you do? Nếu chẳng nói, what can you do? Rồi, bức tranh của cô nữa. What can you do, Di Phượng? Rồi, cô trả lời luôn nha. What can you do? I can't talk. Là nhảy lon con. Wow. I can. Khó mà ghi họ. Khó mà. Cô đã đọc khó đấy cả đi. Rồi, congratulations. Rồi, congratulations. Thank you for listening. No, thank you for listening. Rồi, chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay. Các bạn sẽ học cả từ mới bao gồm action, run, walk,
Four. Hi, teacher. Jump. And. Goodbye, teacher. Goodbye and good night. Goodbye and good night. Goodbye and good night. Các bạn nhớ làm bài tập về nhà nhá. Bài tập bố mẹ. Thôi thôi được, cô gửi bài tập trước, cô chưa gửi, cô chưa gửi. Tập mềm mỏng. Mềm mỏng.